từ mặt cho tới chân luôn. Thành ra mình nhân dịp này mình chia sẻ với mọi người, thì giờ tối nay mình sẽ đắp cho mọi người mất mát. Thì một trong những mà mình cho mình chia sẻ trước là Marine Mất Mát là một trong 7 sản phẩm của công ty Promote bắt đầu vào ngày mai thứ năm. Thì tại sao mình thích cái này nhất các? Cái Marine Mất Mát là cái một loại mặt nạ bụng. Thành ra nó là một chất thiên nhiên mà như là mấy chị em mình vẫn sử dụng mà mỗi tuần mình vẫn hơi lắc, mình cũng hay chia sẻ nó đi nó lại, nhưng mà nói ngoài nó không hết, là bởi vì cái này rất là hay. Sử dụng cho mình, cho con mình, gia đình mình, mọi người đều sử dụng, bởi vì cái loại này nó thích hợp với tất cả mọi loại da, ngay cả da mà sensitive vô cũng rất là an toàn. Mà khi mà cái này nó rất là tốt cho cái mặt mình bị da dầu á, hoặc là mình bị lỗ chân lông, hoặc là khi mà mình bị mụn, mà mình thấy như thế này, ngay cả bị cái mụn mọc bọc á, mà mình đắp mặt nạ lên nó sẽ giúp rất là nhiều, nó làm khô đi cái mụn, ngay cả cái mụn mọc luôn. Còn mụn cám thì rất là sạch. That's why là mình love, đây là my favorite sản phẩm. Yeah. Nhưng mà cái này mới có là một trong 7 sản phẩm mà thôi, thì cái này là mới là cái mặt thôi. Còn ở đây là mình có một cái loại thứ hai là cái collagen peel. Hello Thảo. Chào. Dạ Thảo ơi. Mỗi người mình xin được chia sẻ thì Thảo có sử dụng qua cái collagen peel này nè. Thảo như thế nào, Thảo chia sẻ cho mọi người. Đó. Cái này á, collagen peel này là cái loại lột nhẹ. Một khi mình khách Thảo á, khi nó tới nó tha luôn, nó để khô chừng 1 phút, nó lột ra, nó đẩy nó ra, da chết ra rất là nhiều, nó láng, xong cái đó nó xong cái một lần thôi là mình thấy nó láng mịn, khách nó rất là thích, mà mình muốn thích nữa một tuần một vài hai lần, đẩy rất tan nhẹ. Thôi là về cho những anh chị làm da sần sùi rất là tuyệt vời, sần sùi á đẩy một lần là láng lại, tăng lại da, tăng da mịn. Mà này làm bằng cái bí ngô gì đó, ái hoa ngô gì đó, phải không? Dạ, đúng rồi. Cái tác dụng rất là hay, bên này là tẩy da chết, vậy tẩy da sần sùi. Ai muốn biết thêm nữa thì thử. Yes, đúng vậy đó. Không, bệnh đó, Thảo đó là phải tin, bởi da mặt Thảo rất là đẹp. Rồi, có cái dạ, mình dùng sản phẩm ha. Mình đắp mặt nạ. Bắt đầu đắp mặt nạ bùn đi. Nhưng mà trong lúc thời gian mình đắp mặt nạ bùn, mình sẽ đi tới cái sản phẩm kế tiếp. Chị muốn ơi. Yes. Cái nào là chị muốn rất là thích trong cái bộ này. À, mình thích nhất là cái bộ này đây. Cái này là cái Palace Soul Solution. Mình rất là tâm đắc, tại vì cái này á, nó giúp cho mình cái gót chân á, mình bị nứt hoài đó. Và mình xài nó, mình rất là thích luôn. Nó giúp mịn cái chân lắm. Mình bị nứt á. Mình làm mình thích lắm á. Mình xài xong mình rất là thích. Dạ, okay, em bật miếng nha. Đây là cái sản phẩm em bán trong tiệm nail em. Ồ, nói tới bán thì càng khách ngờ rất là mê luôn. Dạ đúng rồi. À, để mình nói về khách của mình, có một người ông xã của bà bị làm xi măng á, construction á, bị nứt dữ lắm. Giờ xong rồi xài cái prescription của bác sĩ đó. Bà nói là của không có quất nữa. Giờ xong cái báo mới hỏi mình đó là có thể xài cái này không. Thì mình nói là được, xài thử đi biết. Rồi từ lúc đó đó, xài xong ông xã bà mừng muốn chết luôn. Ông nói trời ơi, giúp cái tay ông hết bị rồi. Ông rất là vui. Rất là tuyệt vời. Tại mùa đông nhiều người bị nứt có chết, khi mà mình bôi thì nó chống nứt ha. Đặc biệt là những anh chị em nào mà có cái cùi tay mà bị chai, bị khô, mình dùng cũng rất là tuyệt vời ha, mà cũng giúp em làm cho rất là mịn màng cái chỗ cùi tay của mình. Nó không những mà cho gót chân mà trên tay cùi chỏ cũng được nữa.
Chỗ nào khô là sức lên là good rồi. Bây giờ mình cũng rất là thích cái sản phẩm đó. Bây giờ mới có sản phẩm thứ ba thôi, còn sản phẩm thứ tư. Ái Hoa. Dạ em chia sẻ về cái lip gloss này chị. Cái này clear hả? Cái này là tại vì cái này là nó không có gì hết chị. Cái này nó giúp cho cái môi mình nó bóng. Tại vì khi mà bình thường mà mình hay cái môi mình bị khô, mình không có son môi chứ môi mình hay bị khô lắm. Yeah, really good. Không dám nhìn nha hả? Hello, chào. Mình cũng rất là thích. Em đánh răng này ít ăn cũng giúp nữa, thải máu ăn cũng giúp, mà giúp là sạch. Ông xã mình mới bắt đầu không thích,
bà order cái này nha, đừng order cái khác. Thuốc lá, uống cà phê cũng giúp trắng. Cho mình bổ sinh một chút ha. À, mình thì mình xài á, cái găng của mình ở ngay cái kẽ giữa đó, với là bên trong của cái hàm găng á, nó bị vàng vàng, giống như là bị bám, cái màng bám vàng vàng đó, lâu lâu giống như mình đánh không kỹ nó bị đó, mà mình xài á, bây giờ hết luôn. Vậy còn một cái nữa là nó bị chảy máu, cái gâm á nó chảy máu. Và bây giờ mình xài cũng nhiều cái của prescription lắm mà không có quất. Vậy cái bây giờ mình xài thử cái này thì trả lời nó giúp là cái máu nó nhĩ nó từ từ bia từ từ bớt rồi. Và những cái găng mà mình bị ê này kia nọ bây giờ cũng từ từ bớt luôn rồi. Rất là tuyệt vời. Trong gia đình mình ai cũng xài hết đó, rất là thích. Yeah, mình love it. Cái này nè. Mình thích lắm. Dạ mình xài, tại vì mình cũng xài nhiều thứ lắm rồi mà mình không có thấy cái kết quả nó good á. Mà bây giờ mình thử cái này và thấy cái này nó rất là tuyệt vời nha, bây giờ mình xài cái này luôn. À, mình cũng chia sẻ cho mấy người bạn rồi xài, ai cũng xài thấy thích lắm. Dạ con nít là 2 tuổi là xài được rồi, nó rất là safety mà. Cái yeah. Dạ rồi chị em mời chị chia sẻ trước đi. Cái này là cái thiên khuyên uống cho nó xả, xả rất là giống như mình có cái chất gì không tốt cho người nó xả đi rất là tốt. Rồi đi mở có yes. Uống cái này làm cho nó ốm nữa, nếu mà uống đều đặn nó sẽ ốm không còn cái mỡ bụng, rất là tốt. Ăn xả mình cũng đang xài, đang sử dụng, mà thằng con mình cũng có sử dụng mà, tại vì có mỡ bụng. Dạ. Với ai cũng có mỡ bụng hết, mà đặc biệt phụ nữ mình nó là còn có mỡ bụng nhiều hơn đàn ông nữa đó chị. Thành ra cái này rất là cần. À, hồi nãy bây giờ thì mình nói những cái sản phẩm bên ngoài, nhưng mà cái cuối cùng cái thiên khuyên này là cái sản phẩm cái thiên khuyên này là làm từ cái chất trà xanh mà ở trong cái lọ mà của cái trong cái hộp Unibox này là 30 viên mỗi ngày là có 1 viên. Mà thật ra khi mà mình tìm hiểu á, thì một viên nó bằng 8 ly trà xanh nguyên chất. Mà mình cứ suy nghĩ đi, làm sao mà một ngày mình uống nổi 8 ly trà xanh, mà mình có uống nổi 8 ly trà xanh, mình làm sao mình kiếm được cái trà xanh nguyên chất mà không có bị chất bảo quản, mà uống làm sao mà nó cho cái đầy đủ hiệu quả. Thì chúng ta mỗi ngày một viên này thôi á, mà đây là cái này đi, nó đã giúp mình rất là nhiều, mà mình uống thường xuyên nó là càng tốt. Và lại bây giờ thì mình cũng sắp sửa khô rồi, đáng lẽ là mình phải nói chuyện từ đầu tới đuôi, thì từ số 1 cho tới số 7. Thì trước nhất á, cái số 1 á là cái đầu tiên mình tẩy đi cái da chết, cái da từng sùi, rồi sau đó mình mới tới cái mask này là làm cho cái da mình bình an, sạch, không cho từng cái mask bên trong, rồi sau cái đó mình sẽ sử dụng cái đánh lên cái mi cho nó đẹp, rồi mình xài clip lót cho cái môi mình nó mộng, phải không? Rồi mình đi nó hơi bị ngược một chút. Rồi tới cái lúc mình sẽ xài là cái thiên khuyên, đúng không? Cho cái bụng tới mình tới lại. Rồi cuối cùng mình mới xài cái solution cho cái gót chân của mình. Thì nói chung là trong cái bộ Vivibox này là Phương nói đầy đủ từ mặt cho tới chân. Mà trên khi con cái đầu hứng quá đi tùm lum hết, hứng thú, bụng đông rồi. Viêm đại tóc cho nên nó không được theo thứ tự. Cho em chia sẻ thêm giúp Vivibox.
Mà cái này là T-Queen 97 nha, chứ không phải T-Queen thường nha. T-Queen thường là not working, ok? Phải là có 97 nha, đừng có lộn nha. Yeah, và phải T-Queen 97 mới ok nha. Hồi nãy chị còn cái mascara nữa. Yes. Rồi, thì bây giờ mình cũng sắp tới giờ đi rửa mặt rồi. Mặt của Trinh đó, mặt lại bùn mà sao tiếng cát vậy? Trời chắc không có sữa. Nó khô. Nó khô đó. À, cái mặt nạ này mình khi mà mình gỡ xuống á, da mình rất là mịn nha, mình rất là thích. À, cho mình bổ sung tí xíu ha. Thank you, thank you. Và cái bộ này làm quà cũng rất là good nha mấy anh chị. Yeah, làm quà cũng rất là good luôn á. Rồi, thôi sau khi mình rửa mặt rồi thì mình bỏ kem dưỡng da lên. Ok, bye bye. Thank you các anh chị theo dõi ha. Bye bye.